Chào quý vị, anh chị và chú quay trở lại kênh Nhất Phụ. Hôm nay thì em quay lại quán đồ cũ để mua mấy cái mic cho khách. Lần trước em có đi qua quay nhưng mà cái điện thoại hết pin ấy, thì em chưa quay được kỹ hơn. Thế nên em quay lại mua mấy cái cho mấy anh khách có dặn em mua trong cái video ấy. Thì em có nay tiện việc qua đây, em ghé vào một chút để em mua luôn. Mic nó nhiều lắm, nhưng mà khách chọn vài cái để gửi về Việt Nam. Đa số ở đây thì là đã check âm ok, nhưng con này nó kết nối kém này. Con này kết nối kém, con này là con gì đây? Con này thì xin tì ạ. Thôi, người ta có ghi thông tin lên đây hết nha quý vị. Con này ra tiếng là ghi, mà không ra tiếng là không ghi. Một cái Japan này, gì đây? Microphone không phải hãng, hãng gì Prime là hãng gì chẳng biết luôn. Audio Technica rồi rất nhiều này. Mic thì nó cũng là con Audio Technica này, xấu chứ không đẹp. Về ngoại hình thì đánh giá là xấu. Con này thì mic chân nhỏ thì thôi. Con này là gì đây? BMB này quý vị này, mic BMB nhá. BMB nhá quý vị đấy. Đầm tay, chân to, dây dài. Con này chắc dài 4-5 mét đấy. Microphone dynamic này thì rất là thôi. BMB nó cũng tầm, nó ở bên này thì nó tầm 150 cái. Micro CEO để chúng ta start. Con này thì Audio Technica này, còn đẹp này. Mã là ATVD0BD3 nha quý vị. Đây, lúc check thì âm suất bình thường nhé. Và tại vì chân giáp vẫn còn rất đẹp này. Ok nhé. Đây thì em vẫn quay từng cái, thêm sau quý vị nào có nhu cầu thì em vẫn quay cả em lấy. Thì em hãy thỉnh thoảng em đi qua đây thì em ghé vào, không có vấn đề gì cả. Đây là một em Uni Direction của Primer. Thôi, đây là gì, hay là chắc là mấy cái gì đó, không biết, mấy cái liên quan đến đàn nhớ đúng này, không biết. Audio Technica không dây này quý vị này, 5.000 đấy. Con này là chưa 5.000, chưa thuế đấy. Là 1.1 triệu, 1.2 triệu một cái. Như này là đèn sáng này. À, vẫn còn pin nhưng mà không có cái cục sạc đi kèm thôi. Audio Technica như vậy nhá. Con này hàng chưa trách mà đã bán 1.2 triệu rồi đấy, có một cái thôi. Con này còn rất nhiều cái khác. Tuplan của thằng nào đây không biết luôn, nó lên đây ạ, đi bỏ lại sau. Đây là một em Sony, đây, lấy em Sony cho khách. Sony thì đây, mic Studio Direct Master, mic sử dụng bình thường ấy, người ta có ghi vậy. Đây là một em Audio Technica khác, con này thì cũng bán 2.500, 250 bên này, chưa thuế. Audio Technica các bạn là không được ưa chuộng mấy nhỉ. Đây là Audio Technica này, nó đắt hơn lại con kia này. Sao lại khách Việt Nam không mua lắm. Giá thì dao động tầm 300.000 một con, 400.000 một con ở Việt Nam. Vì thực ra là cái này thì nó cũng không nặng quá, tầm nửa cân chưa đến. Nhưng mà cả hộp nó sẽ tầm nửa cân gì đó. Nhưng mà cái cong kênh kia, dây nó dài 5-7 mét cong kênh, nên là cái việc vận chuyển nó đóng thùng nó cồng kềnh thì cước bên này nó sẽ cao. Đây là một con gì đây nữa, không thấy tên. Cái này là một em Audio Technica, đây nhiều Audio Technica hết, trong bọc hết nhiều. Đây là con gì đây? Con này nhìn ghẻ này. Thôi, đây chắc phải vài chục cái quý vị. Đây là một con NTR Queen. Queen là hãng gì đây? Công chúa gì đây? Ui giời,
cái họng, họng quầy vẫn bán được. Technica đa số là Technica, trước thấy có hai cái Sony mà đâu mất một cái rồi, khách bảo lấy anh hai cái Sony nhưng mà đâu mất cái rồi, nhắc là lấy tạm một cái. Còn mấy cái mic nhựa này thì cho trẻ con hát. Thế là đâu một cái Sony đấy, em sẽ báo lại cho anh khách trước khi em lấy. Ở bên này này, dây mic dây đàn như này nhiều chứ. Mixer này. Này còn nâng tiếng rồi mixer, nâng tiếng đây đâu ạ? Ở đây. Nâng tiếng này Roland. Trước em bán mấy con về Việt Nam con nâng tiếng rồi đấy. Đây liên quan đến đàn đúng này. Sơ này em không rành lắm nên cũng có anh gọi là quay nhưng mà em cũng không biết là nó làm sao. Nghe thì em quay qua ngoại quan này. Mikisa Vesta Lever này. Nút nhất thì em không biết là nút sơ này. Đây nhé, thằng này chắc là gì đấy. DJ đây. Đó. Gõ lên thật đấy. Đây là hàng hỏng của viện, nó phải là đang dùng ok. Nhưng mấy cái mic kia à, đây có một con Behringer đang tiếng 4 channel à, thì nói chung quay mấy cái mic cho quý vị cùng tham khảo chút à, nhưng bên này thì nó có nhiều đồ khác này. Thì bằng đầu là gì này? Đĩa than này à, loa họng này à, bóng cối họng này. Đấy, đây đủ hết, đóng cối của gì đấy, à, Sony này, Toshiba này. Trước đây nhiều lắm nhưng mà cũng có mấy cái đâu ạ. Bên này là máy ảnh này, đàn đúng rồi, đấy, guitar này. Nhưng ở đây thì đồ điện tử gì cũng có. Chứ mấy cái đồ mà ví dụ như em trước đây nhặt đấy rác ra bán thì vẫn được khoảng tầm 100.000 Việt Nam đồng một cái. Nhưng mà công chở ở đây thì cũng quá tội. Nên là thôi, bây giờ em không có làm. Chứ gửi về Việt Nam thì nhiều anh bảo nhặt mấy nồi cơm gửi về Việt Nam thì đúng là nhặt bên này thì nó lại thật, nhưng mà gửi về Việt Nam thì cước nó tầm 1 triệu mấy cái, có khi nặng gần 2 triệu một cái kể cả cước bên này đi xuống kho ấy. Nên là nó chi phí nó cũng cao, không rẻ hơn so với các anh người ta bán ở Việt Nam cái hàng bãi. Chất lượng thì chưa nói là bên nào hơn bên nào, nhưng mà về giá thành thì ở Việt Nam mình thì quan trọng vẫn thích ngon bổ rẻ. Và cái hàng em nhặt thì tất nhiên là vẫn dùng ok. Em đang đồ trong nhà em, đồ cơm rồi đồ nước em vẫn đang dùng đấy quý vị. Em dùng bình thường hết. Này, này thì có rất là nhiều đồ khác, dàn mini thứ nhiều vô cùng. Thì em cũng xin chấm dứt video tại đây. Em hẹn quý vị trong các video lần sau ạ.